xưa tầm lúc gần 10 giờ gần 12 giờ ở đâu gần 11 giờ mới chơi mà chơi đến tận đến gần 12 giờ mới xong mới nay xong à mới làm video xong mới mới gửi video nó thôi rồi tí nữa xem bóng đá mình vừa tập xem bóng đá trận này rồi ăn đồ đá buồn ngủ quá rồi ngủ quá Lando siêu quá là siêu không 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 anh cười con tắc te quất ngày nó soi gương đêm ngủ không ngủ nó cứ soi gương cứ kính này quất ngày nó xuống nó ngắm quất con tắc te này thương quay mặt chú hôm nào quay mặt chú đi đúng mà là chú con chơi cái người đúng đang cắn video của tôi